22 tháng 3, diễn viên Nhật Kim Anh vui mừng thông báo đã được trao quyền nuôi con. Theo phán quyết tại phiên tòa sơ thẩm tại tòa án, nữ diễn viên ca sĩ 8X này không giấu nổi sự xúc động, khóc òa giữa tòa khi giành được quyền nuôi con sau khoảng thời gian dài ồn ào với chồng cũ Bửu Lộc. Ở một diễn biến khác, trong phiên xử của tòa ngày 22 tháng 3, không hề có sự tham gia của Bửu Lộc là chồng cũ của Nhật Kim Anh hay là luật sư đại diện cho bên đó. Theo Bửu Lộc, trước đó, anh từng yêu cầu tòa đổi thẩm phán và được chấp thuận điều này vào ngày 19 tháng 2. Vào ngày 20 tháng 3, tòa quyết định xét xử, nhưng luật sư của anh đang ở Mỹ, không thể về Việt Nam do Covid-19. Do đó, tòa đã xét xử anh vắng mặt. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ kháng cáo và giành lại quyền nuôi con từ Nhật Kim Anh. Tôi vẫn chưa nhận được tống đạt của tòa. Nếu nhận được, tôi sẽ tiếp tục kháng cáo, Bửu Lộc khẳng định. Sau lời khẳng định của chồng cũ, thì mới đây, nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ xúc động với con trai đầu lòng, khẳng định không thể rời xa con thêm lần nào nữa. Công việc có thể bắt đầu lại, nhưng con thì chỉ có một. Hãy chờ mẹ nhé, nhất định mẹ sẽ không để em xa mẹ nữa đâu. Mẹ thương và nhớ em nhiều lắm, Nhật Kim Anh xúc động viết. Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc vào năm 2014 và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên vài năm sau chung sống, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Vào thời điểm đó, Nhật Kim Anh đã nhường quyền nuôi con trai cho anh Bửu Lộc với lý do thường xuyên phải chạy show, không có thời gian chăm sóc bé. Việc giọng ca gốc Thanh Hóa giành được quyền nuôi dưỡng trực tiếp bé Tin, bên cạnh những ý kiến chúc mừng, thì cũng còn có một số cư dân mạng lên tiếng mỉa mai và chỉ trích Nhật Kim Anh. Nhiều người cho rằng hiện tại bé đang sống cùng bố và gia đình nội rất tốt, nên nếu được, hãy để cho con có tình yêu thương từ hai phía. Ngoài ra, cũng không có ít những ý kiến cho rằng Nhật Kim Anh từng bỏ bê bé thở nhỏ cho gia đình chồng vì bận rộn với công việc hoạt động nghệ thuật. Nay bé đã lớn, lại muốn giành quyền chăm sóc con và còn quay sang nói xấu gia đình chồng. Chưa kể, một số người còn cho rằng không có chuyện gia đình Bửu Lộc không cho Nhật Kim Anh gặp con trai. Trước những lời lẽ tiêu cực chỉ vào mình, giọng ca Lâu Đài Cát liên tục có những đáp trả vô cùng đanh thép. Nữ ca sĩ còn yêu cầu anti-fan mở to mắt ra em mà và nhắn gửi đến người này đừng nhìn sự việc từ một chiều mà phán xét. Chỉ nói quan điểm của mình, những lúc công việc em nhiều như này, em nên cảm ơn gia đình chồng em đã lo lắng nuôi bé thật tốt. Tình mẹ bao la nhưng tình cha cũng không thua kém em ạ. Nhiều trường hợp gia đình bên nội đã không nhìn tới cháu nội, lúc đó mình mới thấy tuổi cho con mình. Hãy để bé được yêu thương từ hai phía. Một đứa trẻ sống bên ba và gia đình nội đó giờ, chắc hẳn nó đã quen với cuộc sống như vậy. Em hãy nhìn hình bé chụp với ba với nội, đủ thấy con em được yêu thương như thế nào rồi. Một bạn khác trả lời, các mẹ không đọc hay sao? Bên nội vẫn cho gặp bình thường, Tết còn cho đón về 3 ngày, nhưng không phải người ta ở không để trực cho gặp hoài. Bé từ nhỏ đã được ba bên nội chăm sóc tốt, tạo điều kiện cho đi đóng phim, ca hát, giờ lớn lên muốn nuôi thì lên mạng nói xấu nhà chồng đủ kiểu. Trước những thông tin này, Nhật Kim Anh phản bác, em chỉ nhìn một phía thì đừng phán xét như đúng rồi. Từ khi chị thấy kiện, khi mới cho gặp để khỏa lấp cho cộng đồng mạng thấy rõ là không cản trở. Nếu họ không cản trở, thì chị kiện để tế chị hả em? Nếu không cản trở sao chị có bằng chứng mà gửi lên tòa? Chị cũng chưa hề nói xấu bên nội nha em, mà chị nói thẳng mặt chứ cần gì nói xấu. Nếu là bạn hoặc là người yêu của Lộc thì lượng cho Facebook của chị nó trong em nhé. Đồng thời, nữ diễn viên còn cho biết bản thân còn gánh nặng mẹ già nuôi các cháu ăn học, Bửu Lộc lại không lo được nên phải tự thân để lo cho cuộc sống. Nghề của chị là đóng phim ca hát, không làm không lẽ đứng đường hả em? Chị còn gánh nặng mẹ già và các cháu đi học, anh Lộc không lo thì chị phải bươn chải mà lo chứ em. Hay chị về cho em nuôi chị em nhé, nếu được nuôi luôn cả gia đình chị đi em, để chị có thời gian chăm con chị biết ơn em vô vàn, Nhật Kim Anh bức xúc.